Hà Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai, ngày 25 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa xa phía đông nam, kết hợp rìa phía bắc rãnh thấp xích đạo. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Sáng sớm và về khuya sẽ xuất hiện sương mù bao phủ nhiều nơi, khiến tầm nhìn xa bị suy giảm. Mưa sẽ xuất hiện từ sáng sớm ở một vài nơi, ban ngày trời nắng gián đoạn. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Chi Linh. Nền nhiệt phổ biến dao động từ 21 đến 32 độ. Với mức nhiệt này, không còn tình trạng lạnh buốt vào đêm và sáng. Nhưng đáng lưu ý là thời tiết hanh khô vào giữa trưa. Khu vực phía nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ban ngày trời nắng ráo, chiều tối có mưa rải rác, sẽ là hình thái thời tiết chủ đạo vào ngày mai. Nền nhiệt dễ chịu khi dao động từ 20 đến 32 độ. Cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Tuy đã có mưa, nhưng lượng mưa không đáng kể. Tình trạng khô hanh hạn hán vẫn hiện hữu tại khu vực này. Thưa quý vị, năm 2024, huyện Đơn Dương được bố trí vốn đầu tư công hơn 270 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn này ra sao? Đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm của huyện. Nội dung này cùng với những vấn đề liên quan đến tình trạng khai thác khoáng sản, sử dụng đất, sẽ được đại diện lãnh đạo huyện trao đổi cụ thể trong chương trình Cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân được phát sóng ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là bản nhiệt độ cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.